Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Quên tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ à? Đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay, em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi, hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi, mời em gái. Điểm mạnh của em hả, là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai vậy em. Không khét chính đó. Cuối cùng là khét đó. Cuối là khét anh, tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Đây là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Nhà của má làm. À bạn trai. Em tịch luôn rồi hả em? Dạ, bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp mới cười kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền, mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn hả? Dạ. Trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào không anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh. Không anh nghĩ nó chơi vui thôi. Chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có là... cái mặt cổ bên đây là y chang là nói thiệt luôn, không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai, nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lâu lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. Không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Ủa, cái này được à, em được nữ. Em thích. Nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó. Lười. Lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy, có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi. Đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi. Mình em lười được rồi. Hả? Thôi thôi cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Dạ cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. À, mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. À, mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên. Bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ em đạo cao đài ạ. Rồi có bắt cho bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có anh Nguyên Linh đi. Dạ hả? Dạ. Còn Nguyên Linh thì bạn trẻ nha chị. Đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Quyền Linh nè. Rồi, cảm kia, ơn em nha. Bên kia có giống anh Quyền Linh không? Đẹp trai hơn. Vậy bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da phải trắng. Da phải trắng. Da trắng đi làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi. Ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. À, chung nãy giờ hai bạn nói chuyện ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á.
Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ, đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu, trừ khi em đánh lại thôi. Không có đánh đâu, hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Em nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, rồi tiền đâu, rồi kinh tế đâu, rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chứ. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Cười à. Phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái hả? Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xiên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ. Bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó. Cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Cảm ơn mày nhỏ mới cặn cho em. Rồi em cảm ơn. Đầu tiên coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Cả trắng. Ông nhìn sao mà dây mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á, thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Thế quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay mới ghê. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đá nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nhảy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Đê trồng tui ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương. Rất là dễ thương. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một.
Trời ơi. Trời ơi. Bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm mà. Bấm ở đâu vậy? Anh diễn tả cái quyết liệt của cô gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên tiền. Xí cho em hỏi cái ủ nãy giờ cô cầm này em không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ em mới tặng mới có ý nghĩa rồi. À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo nên bút chì mới có cục gom. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gom. Hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp với tiệm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè.